Chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Hôm nay thì Nhật Thanh đang cưa gỗ để xây cái greenhouse. Thì Nhật Thanh lần đầu tiên cũng sử dụng cái cưa này, cũng hy vọng không có cắt trúng ngón tay mà nó vui vậy thôi. Chứ Nhật Thanh khi mà làm được những cái này cảm thấy rất là vui, mình cảm thấy rất là vui. Hiện giờ thì là mình đang đóng cái khung gỗ để chút nữa mình sẽ làm cái mái lên. Thì khi mình xây cái nhà trồng cây này các bạn, cho mùa đông thôi nha, chứ mùa hè thì mình sẽ có cách khác. Cái mùa đông này nè rất là lạnh và mình cần làm một căn nhà để mình bỏ những cái cây vô trong đó. Thì khi mình đóng đinh thì các bạn nên sử dụng cái mũi khoan trước. Thì cái mũi khoan thứ nhất là nó giúp cho mình khoan cái lỗ khi mình đóng đinh vô rất là dễ, tại vì cây đinh của mình hơi khá dài, mà nếu mà mình đóng thẳng vô rất là khó. Với lại sức của mình là đàn bà, mình không có thể nào mình đóng thẳng vô được. Mà nếu mà các bạn đóng thẳng cây đinh vô thì nó rất dễ làm bị nứt cái gỗ của mình. Cái gỗ nó mình bị nứt thì nó không có được đẹp. Nên mình nên khoan cái lỗ nha. Mình khoan cái lỗ thứ nhất là cho đóng thấy nó không bị nứt gỗ, và cái thứ hai là mình đóng nó cũng dễ hơn. Nhật Thanh cũng học hỏi, Nhật Thanh hay coi người ta xây nhà. Xưa có cái show mà người ta hay xây nhà, Nhật Thanh cũng khoái hay coi lắm. Hy vọng rằng kỳ này Nhật Thanh xây căn nhà được đúng. Tại vì Nhật Thanh cứ suy nghĩ trong cái đầu xây làm sao và mình phải đóng như thế nào. Thì khi mình xây cái căn nhà trồng cây này thì mình phải chọn trong vườn mình cái vị trí nào nó nắng nhất. Tại vì khi mùa đông thì rất là lạnh, thì mình cần cái ánh nắng của mặt trời để giúp cho những cái cây của mình nó được sưởi ấm. Và cái cây của mình nó cũng cần có cái ánh nắng của mặt trời. Cái này cũng được, tại vì khu của Nhật Thanh ở không có quá nhiều tuyết. Lâu lâu chừng 5-6 năm mới có tuyết một lần thôi, chứ không có thường xuyên. Đa số là mưa, nên cái mái này nó có thể chịu đựng được. Nhưng nếu mà ở những chỗ các bạn mà có tuyết nhiều thì mình nên làm cái cây, cái mái thì mình phải chắn thẳng xuống dưới đất luôn, để nó có cái độ nó chịu đựng các bạn. Mà thường thường mình làm mấy cái mái nhà này nè, mình làm cong hay là mình làm xéo, chứ mình không có làm vuông vức. Thì các bạn thấy nè, mình đã làm xong cái khung của cái mái rồi. Và cái này đúng vừa cái tầm của mình đi vô thôi. Mình không kiếm được cái ống dài nha các bạn. Nhưng mà sau khi mình đóng cái căn nhà này xong thì mình đi tới cái chỗ mà bán gỗ, bán cây, mà chỗ nhỏ thôi chứ không chỗ lớn các bạn, thì họ lại có những cái ống dài, cái ống nước dài. Còn cái chỗ Lowe, Home Depot họ không có nha các bạn, chỗ gần nhà mình nó không có. Các bạn có thể thấy nè, Nhật Thanh đã để lên một lớp rồi, ni lông rồi. Tại cái lớp này là cái lớp cũ mình dư nên mình muốn đắp lên một cái, xong mình đắp thêm một lớp lên nữa để cho nó giữ thêm cái độ ấm. Thì khi các bạn mua những cái miếng ni lông này nè, thì mình có thể, các bạn đừng có vô Lowe, Home Depot mua mấy cái loại ni lông mà của mấy người ta giống như che nhà nha các bạn, tại vì nó không có được sức độ bền á. Khi mà mình bấm mấy cái khía cạnh của cái greenhouse đó các bạn, thì mình sẽ sử dụng cây
cái đồ bấm này, cái đồ bấm gỗ các bạn. Và kim á, thì mình sẽ sử dụng khoảng chừng nửa inch. Tại vì nếu mà các bạn mà mua cái loại đinh mà nó ngắn hơn một chút á, thì nó bấm nó khó dính, nó khó giữ lắm. Và khi mình đóng á, các bạn nhớ mấy cái góc á, các bạn nhớ cuộn lại cho cái ni lông nó dày một chút. Tại vì nếu mà mình không làm như vậy á, gió thổi với lại khi mình đụng tới đụng lui á, nó rất dễ bị rách nha các bạn. Thì á, khi mà mình đóng lên mấy cái chỗ này nè, thì mình cuộn cái ni lông lên một chút xíu cho nó dày lên. Thì các bạn có thể thấy nè, ở dưới góc này á, là mình chưa có đóng xong nè. Bên đây á, thì á, mình đã đóng rồi. Hiện giờ là mình đang làm cái cửa các bạn. Cái nhà trồng cây của mình á, hầu như là gần xong rồi. Và mình sẽ làm cho cái đồ thông gió các bạn. Quá nóng. Công nhận dù khi á, trời ngoài đây mình lạnh á, mà mình vô trồng quá nóng các bạn. Mình phải cho cái lỗ thông gió một chút xíu thì cây nó mới tốt được. Mình mệt quá các bạn, thật sự là mệt luôn á. Mình còn đóng cái dưới góc này một chút xíu nữa là xong rồi. Các bạn biết không, cái nhà trồng cây này á, tại sao mà mình không làm vuông vức mà tại sao mình phải làm tròn hay là mình làm xéo? Tại vì khi các bạn mà làm ha, tròn như vậy á, là mưa hay là tuyết á các bạn, nó sẽ bị trượt xuống. Còn nếu mà các bạn mà không có làm tròn như vậy á, mưa nó sẽ đọng lên trên cái nóc á, thì nó rất dễ bị rách cái ni lông. Thì mình làm luôn nguyên cái nhà này nè, mình mua gỗ, tại vì cái ni lông mình đã có sẵn rồi. Thì các bạn mua cái loại mà dành cho greenhouse á, thì nó mới tốt. Còn nếu các bạn mua mà cái loại ni lông mà trong lô á, thì nó không có chắc lắm đâu. Nó xài chừng khoảng 2 năm hay 3 năm là nó rách rồi. Thì các bạn mua cái loại đặc biệt dành cho nhà trồng cây nha. Thì khi mình làm cái nhà trồng cây này các bạn, mình bấm riết hai cái tay của mình ha, đau luôn á. Mình bấm cái đinh này nè các bạn. Khi mà các bạn biết không, khi mà mình làm cái này á, gỗ mình mua cũng hết gỗ với vật liệu á, mình mua cũng hết 100 đồng. Còn nếu mà tính các bạn mua luôn ni lông á, thì đóng một cái căn nhà này thì khoảng chừng mình nghĩ chắc hơn 16 feet. Thì tính luôn ni lông thì khoảng chừng gần 200 thôi, chứ không tính nổi mắc quá. Mà rất là nóng. Mình nếu mà tiểu bang là các bạn không quá lạnh thì các bạn không nên làm cái này, tại vì nóng lắm các bạn. Ở đây mình chế ra cái cửa vui lắm các bạn. Mình tại cái cửa này nhẹ quá, mình không có làm cái chốt, chứ lại nó dễ bị xúc á. Cái mình làm cái cây gạt ngang như vậy nè, khi mà mình vô cái mình chỉ cần mở nó ra vậy thôi, mình chế cũng tức cười muốn chết luôn á. Cánh cửa này mình đóng nha các bạn. Lần đầu tiên trong đời mình làm thợ mộc luôn các bạn ơi. Làm thợ mộc luôn. Thì trong đây các bạn có thể thấy, lẽ ra dưới đất á, người ta sẽ đào cỏ lên, người ta lót sỏi. Nhưng mà mình để ý mấy năm mà mình làm mình che cây á, cỏ trong đây không bao giờ nó mọc nha các bạn. Mà mùa hè thì mình nghĩ mình cũng không trồng trong đây đâu, quá nóng. Nóng lắm các bạn. Thấy cái nhiệt độ mà các bạn thấy đi, nhiệt độ ngoài đây á mà 30 mấy độ, trong đây ít nhất mình nghĩ chắc phải 60 độ. Nó rất là nóng. Mình đem cây vô trong đây nè các bạn. Mấy cái cây này hôm bữa mình để ở ngoài trời lạnh quá, cái nó hư, nó héo. Bởi vì mình mới đẩy vô trong đây. Thì các bạn thấy nè, mình đem cây bên đây, mình chừa cái đường đi á các bạn.
để mình có thể mình vô mình tưới cây, mình chăm sóc. Các bạn nhìn ở đây nè, thường thường á mình hay đóng cái miếng kẽm chỗ này nè. Cái nguyên nhân mình đóng á là tại vì khi mà gió nó thổi vô các bạn, thì có cái đó nó chặn lại thì cái bao ni lông mình nó rất khó bị rách. Còn nếu mà các bạn không chặn á, tại vì cái miếng ni lông của mình chỗ trống nó nhiều quá, thì gió nó càng thổi nó càng thụng vô thì nó càng dễ bị rách đó các bạn. Thật ra đóng cái nhà trồng cây này nó có nhiều cách lắm. Cái này đúng vừa cái tầm của mình đứng luôn á các bạn. Lẽ ra mình đóng cao hơn một chút, nhưng mà tại hôm bữa mình mua cái cây mũ này, mình kiếm cái cây dài hơn không có. Với lại mình làm bề ngang rộng quá, nếu mà mình làm hẹp lại thì nó cao hơn một chút xíu. Thì cái này chừng khoảng 6 feet à. Mình không cao 6 feet đâu, nhưng mà mình nói chiều cao nó khoảng 6 feet thôi. Rất là nóng các bạn, trong đây nó nóng mà các bạn thấy nó toát mồ hôi luôn. Mình sẽ ngày thường á, trời mà 50 mấy độ á, thì mình sẽ mở cánh cửa này ra, mình không có đóng lại đâu. Và mình sẽ làm một cái lỗ thông gió ở cuối cái nhà trồng cây. Tại vì các bạn biết không, gió nó lùa vô thì nó có phải có đường đi ra. Thì nếu mà các bạn để kín quá, mà khi mà gió nó thổi mạnh quá, nó sẽ bật cái nhà trồng cây lên. Nhưng mà cái chân dưới mình làm rất là chắc. Mấy cái cột này là cái cột mình người ta đóng cột mà làm hàng rào các bạn. Nó rất là nặng và mình bắt ốc rất là nhiều. Mình thấy ha, trên đời này mình lần đầu tiên mình làm thợ mộc luôn á các bạn. Một chút nữa mình khinh cây gỗ vô nữa các bạn. Các bạn thấy nè, mình để hai cái cột á, mình để dưới chân như vậy á. Mình sẽ để dưới kia nữa, mình chưa đem mấy cái cây vô thì nó có sức nặng á, nó đè xuống. Các bạn thấy cái kẽm nè, mình đóng ở đây nè. Tại vì cái khoảng cách này nó rất là rộng, mình làm cái miếng kẽm ở đó để nó đỡ các bạn, khi gió nó thổi vô á thì nó không có bị một khoảng trống quá nhiều và nó sẽ càng ngày nó càng thụng, nó rách cái ni lông các bạn. Thì cái nhờ cái miếng kẽm này nó sẽ đỡ lại. Mình coi trên YouTube á thì họ chỉ không có kỹ đâu. Thì mình ngồi mình suy nghĩ ra xong rồi cái mình làm từ từ á các bạn. Thì có kinh nghiệm thôi. Mấy cái này là mình mua cái ống nước á các bạn. Họ có bán những cái ống nước rất là dài, nhưng mà bữa mình đi lô họ bán cái cây này ngắn, họ không có bán cây dài. Các bạn phải đi tới những chỗ khác. Cái này là cái đồ bắt mấy cái ống nước luôn á, mình mua. Và giữa hai cái khung này nè, mình có mua mấy cái miếng sắt á, mình bắt cho nó dính lại. Không những vậy các bạn biết không, mình còn đóng mấy cái đinh á, xuyên từ bên đây qua bên đây nữa. Mình vô có một chút xíu mà mình toát mồ hôi luôn các bạn. Trời ơi. Bởi vậy mình nói chứ đóng cái nhà này á, khi nào các bạn á, ở cái khu rất là lạnh, chứ cái khu mà không có lạnh á, các bạn mà đóng gì á, cái cây mình vô mình chịu đựng không nổi, cái cây chắc nó chết luôn quá. Cái cửa này nè thì mình đóng lại, mình chừa những cái ni lông này các bạn, là để cho nó che những cái khe hở, chứ lại để cho những cái con chuột á nó đừng có chui vô cái gốc. Và khi mình đi ra mình chỉ gạt cái cây này xuống các bạn, thì nó đóng cái cửa lại thôi. Ở trong thì mình cũng có đóng cái miếng gỗ á các bạn, để cho cái gió nó thổi vô nó đừng có bật cánh cửa vô trong. Cái cây mình chặn một cái cây ngay đây nè, chứ một cây dưới chân á. Mình nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ nhiều cái tức cười lắm.
mình là đàn bà, các bạn mình làm không có khéo nên mình làm nhiều khi mình bị sai lầm nhiều cái lắm, rồi mình suy nghĩ từ từ rồi cuối cùng mình cũng đóng xong cái căn nhà trồng cây các bạn. Mình đóng xong rồi mình cũng vui. Mình nghĩ mùa hè mình sẽ đóng một cái lưới, làm cái lưới á các bạn, ngay cái cửa từ trên xuống dưới á, cho nó thoáng, cho nó mát. Wow, các bạn chúc mừng cho mình có một cái nhà trồng cây nha, mà mình thấy nóng quá trời luôn. Một công trình mất một tuần của mình. Nhật Thanh xin cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem video ngày hôm nay. Nhật Thanh xin chúc cả nhà có một mùa đông vui vẻ, hạnh phúc và đầy ấm áp. Và cả nhà đừng quên ấn nút like và nút đăng ký cho Nhật Thanh nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye!